Xin chào và chào mừng các bạn đã đến với Ten Anime. Trong bí kíp luyện rồng, rồng không phải là thứ duy nhất làm nên sức mạnh của người huấn luyện. Trên thực tế, trước đó, người Viking còn đấm nhau với rồng suốt bao nhiêu năm trời cơ mà. Vậy thứ gì có thể giúp con người sinh tồn lâu như vậy trong thế giới rồng khắc nghiệt? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tổng hợp top 17 vũ khí và trang thiết bị xịn nhất lịch sử bí kíp luyện rồng nhé. Chúng mình còn rất nhiều đề tài về bí kíp luyện rồng đã được đăng tải trên kênh, cũng như ấp ủ chuẩn bị thực hiện. Nếu các bạn khán giả có hứng thú thì ghé qua xem, ủng hộ chúng mình nha. Và đừng quên, ngày 4 tháng 9 sắp tới, Ten Anime sẽ lột xác như video thông báo đã đề cập. Không lòng vòng nữa, chúng mình cùng bắt đầu thôi nào. 1. Combo chân giả của Hiccup và bộ hộp số vây đuôi giả của răng sún. Mô hình đầu tiên của chiếc chân giả được tạo ra bởi bác Gobber dành cho Hiccup sau tai nạn trong trận chiến với Red Dead. Nó có một ổ bằng gỗ, cắm vừa khít với phần chân của Hiccup. Bên trong là một lò xo và có thể nhìn thấy một bản lề nối bàn chân với chân. Bàn chân là một tấm kim loại có hình dạng giống gót chân người ở phía sau và chỉ là một tấm phẳng ở phía trước. Mô hình thứ hai có một ổ cắm bằng gỗ và các bánh răng để xoay ba kiểu bàn chân khác nhau. Bàn chân đi bộ là một miếng kim loại cong trông giống như phần mũi của một chiếc ủng. Bàn chân bay cong sang một bên và phần cuối có dạng hình cầu vừa với đường dây của bộ điều khiển mới cho vây giả của răng sún. Và thứ ba là một chiếc đinh sắt có răng để đi trên băng. Vây đuôi bên trái của răng sún là một vây đuôi giả nhân tạo mà Hiccup thiết kế và chế tạo cho nó sau tai nạn mà chính anh đã gây ra khi bắn Bola khiến răng sún rơi thẳng xuống đất. Phun bộ thiết bị này bao gồm một vây đuôi bằng da và kim loại được điều khiển bởi một loạt các dây cáp, dòng dọc và bánh răng được kết nối với một bộ bàn đạp mà Hiccup điều khiển bằng chân khi ngồi trên yên rồng. Trải qua quá trình phát triển dài, không chỉ ở những phần movie mà cả ở những phần TV series, răng sún có đến tận 8 mẫu vây đuôi khác nhau, mỗi lần lại cải tiến một ít. Nhưng rồi đến phần cuối cùng trong câu chuyện về bộ đôi người rồng này, Hiccup đã tạo cho răng sún chiếc vây đuôi tự động thiết kế sao cho giống với chiếc vây còn lại nhất, để răng sún có được cuộc sống riêng, không cần phải nhờ đến sự điều khiển của con người để được bay tự do nữa. 2. Gậy móc câu và áo choàng của Drago. Gậy móc câu là vũ khí chính của Drago Blavis trong toàn bộ diễn biến của bí kíp luyện rồng phần 2. Khi xoay, móc câu sẽ tạo ra âm thanh giúp trấn tĩnh và triệu gọi con Beware the Beast của hắn. Về mặt vũ khí, khi sử dụng chiếc gậy móc câu này, Drago hoàn toàn cân kèo trước cả hai vợ chồng Stoic và Vanka, những người Viking có kỹ năng chiến đấu đáng nể nhất. Một sự thật thú vị, Bullhook là một công cụ thực sự được sử dụng để tuần hóa và kiểm soát voi một cách tàn bạo ở Ấn Độ và các vùng khác của Đông Nam Á. Bullhook được sử dụng để đánh vào các bộ phận cơ thể nhạy cảm của voi để khiến chúng đi theo các hướng cụ thể hoặc thực hiện một số nhiệm vụ nhất định. Có khả năng là khi Beware the Beast của Drago còn nhỏ, Drago đã huấn luyện nó một cách tàn nhẫn bằng cách sử dụng chiếc móc câu này. Còn về chiếc áo choàng của tên bạo chúa, nó đã thật sự gây ấn tượng sâu sắc cho tớ và rất nhiều người từng xem phần 2 của bí kíp luyện rồng. Bằng việc đính những miếng vải rồng lên tấm vải lớn, Drago đã có cho mình một công cụ phòng thủ hầu hết những đòn phun lửa của loài rồng. Dựa trên khả năng chống lửa tương đối tối ưu của tấm áo choàng, tớ đoán nó được làm từ vảy của loài Montrose Nightmare, hoặc ít nhất là từ một loài rồng thuộc Stalker Class vì tập tính đốt lửa toàn thân của chúng. 3. Bộ bẫy rồng của Drago. Trong bí kíp luyện rồng 2, Drago Blavis sử dụng nhiều loại bẫy rồng, mỗi loại bẫy có mục đích và thiết kế riêng. Những cái bẫy này được thiết kế bởi Ered, người có đầu óc công nghệ tiên tiến hơn nhiều so với những người Viking khác. Hầu hết, chúng được thiết kế với chiếc bola hoặc lưới để bắt rồng ngay trên không trung, trong khi những cái khác có thể bẫy những con rồng đang đậu ở dưới mặt đất. Những cái bẫy này có hình vòm hoặc giống như những chiếc ná cao su lớn. Để phân loại, chúng ta có Dragon Catcher. Cái bẫy này là một cái bẫy đơn giản, hình vòm, đóng lại khi một con rồng bay vào bên trong. Một con rồng bị bắt từ trước sẽ được đặt vào máy này, và khi những con rồng khác cố bay đến cứu, chúng sẽ bị bắt vào theo. Pháo Grunkle. Cái bẫy này là một khẩu pháo bắn ra những viên đạn có dây xích và Grunkles và những con rồng khác ở phạm vi trên mặt đất. Nader Neighbor. Cái bẫy này được thiết kế để chế ngự Deadly Naders, khiến chúng không thể phóng gai ra từ đuôi. Snuffer. Cái bẫy này được thiết kế để dập tắt ngọn lửa của Monstrous Nightmares và những con rồng phun lửa khác. Khi ngọn lửa của rồng bị dập tắt, một tấm lưới lớn sẽ ném qua và nhốt nó lại. Zippo Catcher. Cái bẫy này được thiết kế để bắn ra những chiếc móc câu vào cổ của loài rồng Hideous Zippleback. Nó cũng có một cái mỏ neo được thả xuống, ngăn không cho Zippleback trốn thoát. 4. Bộ giáp của nhóm Hiccup. Trong bí kíp luyện rồng phần 2, chúng ta đã được thấy những bộ đồ như kiểu một loại đồng phục chuyên dụng để các thành viên nhóm luyện rồng thực hiện nhiệm vụ khó khăn. Tuy nhiên, chúng ta đã có phiên bản nâng cấp của mình ở phần 3, đa dạng, đậm chất riêng hơn, và đó mới là những bộ giáp tớ muốn nói đến. Đầu tiên là bộ của cặp song sinh nhà Thorsten. Nó được làm từ vảy của Barth và Belch, con rồng thuộc loài Hideous Zippleback. Với chất liệu này thì tớ không thấy có điểm gì quá nổi trội, ngoài việc nó được thiết kế khá đẹp, nhất là kiểu mũ giáp với hai chiếc sừng khá tinh tế, trông y hệt một cái đầu của Barth và Belch. Như những bộ giáp khác, bộ này chống lửa ở mức từ nhẹ đến trung bình mà cũng tích hợp cả cánh rơi để bay nữa.
Tiếp đến là bộ của Fishlet, bộ này làm từ vảy của Midlux, một loài Grunkle, nên cũng chỉ chống lửa ở mức từ nhẹ đến trung bình. Tuy nhiên, kiểu đính thêm mấy miếng cầu sắt lên bộ giáp khiến tổng thể trông rất chiến, dù Fishlet hiền như cục bột. Điểm nhấn mà tớ thích nhất là cái túi nhỏ ở phía trước ngực. Fishlet dùng để đựng bé Fish Meat, con của Midlux, giờ thì trông giống một bảo mẫu xôi thịt rồi đấy. Bộ của Snotlout ấn tượng hơn một chút vì được làm từ vảy của Hoofang, một con rồng thuộc loài Monstrous Nightmare. Nó đặc biệt vì đây là một trong những loài rồng chịu lửa và chịu nhiệt tốt nhất, từ đó bộ giáp cũng chịu được lửa ở mức độ cao. Tuy nhiên, kiểu thiết kế ô dề của bộ giáp này không mấy thú cho lắm, trông có phần hơi trẻ con thì phải. Để mà đánh giá thì tớ sẽ cho bộ của Astrid là đẹp nhất trong mọi bản xếp hạng. Thoáng nhìn qua, chúng ta sẽ thấy dáng dấp của Mega Man đấy. Không chỉ gọn gàng, đơn giản mà bộ của Astrid cũng tôn dáng kinh khủng, bảo sau anh Min nhà ta cứ phải gọi là Min như điếu đổ. Dù không chống lửa tối ưu như vảy của loài Monstrous Nightmare, vảy của Stormfly thuộc loài Deadly Nader có thể bù được điểm yếu đó khi chất liệu này rất nhẹ, không ảnh hưởng nhiều đến hành động của Astrid. Cuối cùng là bộ của Hiccup. Theo tớ cảm nhận, bộ này ít tạo liên tưởng đến con rồng đặc trưng của người sử dụng so với những bộ khác và cũng không quá nổi trội về mặt thiết kế. Tuy nhiên, vảy của rồng Night Fury không phải trò đùa đâu. Nó khiến cho bộ giáp này thuộc vào top bá đạo nhất đấy. Ngoài khả năng kháng lửa trung bình ra, bộ giáp của Hiccup còn có thể cách điện hoặc thậm chí có thể trở thành một trung gian dẫn điện mà người mặc không chịu ảnh hưởng gì. Ngoài ra, kiểu cánh rơi siêu đẹp và siêu ngầu của Hiccup cũng khiến tớ vô cùng thích thú bộ giáp này. 5. Nỏ của Grimmel. Giống như một chiếc nỏ thông thường, nhưng nó nhỏ hơn và nhẹ hơn một chút, thể hiện qua việc Grimmel có thể cầm nó bằng một tay. Chiếc nỏ có cấu trúc bằng gỗ kết hợp với kim loại và có cơ chế nạp đạn đơn giản hơn, dù nó chỉ có thể bắn một mũi tên tại một thời điểm trước khi nạp lại bằng tay. Khi không sử dụng, chiếc nỏ làm tăng thêm độ ngầu cho Grimmel vì chiếc nỏ có vẻ linh hoạt khi có thể đóng lại lúc Grimmel cất nó đi. Chiếc nỏ này có vẻ như dựa trên một khẩu súng trường gây mê được dùng để khống chế động vật ngoài đời. Grimmel sử dụng nỏ của mình để bắn những mũi tên có chứa nọc độc từ những con Death Reaper, có thể giết hoặc làm tê liệt một con rồng. Trong khi Grimmel đang đến thăm Golod bên trong đấu trường rồng của họ, một con Rumblehorn đã phá vỡ xiềng xích và bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Tên thợ săn nhanh chóng lấy nỏ và bắn con rồng hoang dã, khiến nó ngã gục ngay lập tức. Nọc độc trên cây nỏ này cũng làm choáng váng con người. Chiếc nỏ cực kỳ mạnh mẽ và có tốc độ đạn khá đáng nể. Khi cưỡi Light Fury, Grimmel đã bắn hạ được răng sún. Lúc ấy, vua rồng đang bay với tốc độ tối đa. 6. Máy bay của Grimmel. Grimmel Airship là một cỗ máy do Grimmel chế tạo để di chuyển trên bầu trời với sự trợ giúp của những con Death Reapers, lần đầu tiên xuất hiện trong bí kíp luận rồng phần 3. Tàu bay của Grimmel có 4 cần cầu kim loại, có thể được kéo bởi 4 con rồng để nâng cỗ máy lên. Ở giữa là một chiếc thuyền gondola để Grimmel có thể quan sát xung quanh. Tàu bay cũng có một chiếc nỏ lớn có thể phóng lao móc mà Grimmel hay sử dụng để bắn mục tiêu của mình. Trong bí kíp luận rồng phần 3, Grimmel sử dụng phi thuyền của mình để đi đến căn cứ của Warlord, nơi hắn phát hiện ra răng sún là cá thể Night Fury duy nhất mà hắn chưa giết. Cuối cùng, hắn sử dụng phi thuyền để đi đến Burg sau khi tất cả người dân và rồng ở đó đã rời khỏi hòn đảo. 7. Inferno. Inferno, hay còn được gọi là Dragon Blade, là một thanh kiếm có thể thu vào, đóng vai trò là vũ khí chính của Hiccup. Thanh kiếm có một số tính năng, đáng chú ý nhất là khả năng phóng hỏa. Inferno của Hiccup ban đầu là một thanh kiếm bình thường, khi anh nhấn nút nó sẽ bốc cháy. Đến phần phim thứ 2, lưỡi kiếm đã thay đổi thành một thanh kiếm có thể thu vào nhiều hơn, không giống như những thanh kiếm bình thường. Đàn kiếm là đầu rồng với miệng mở. Về chức năng của thanh kiếm, chúng ta có nước bọt của Monstrous Nightmare. Bằng cách đặt một bình nhỏ nước bọt của Monstrous Nightmare bên trong chuôi kiếm, Hiccup có thể phủ chất này lên lưỡi kiếm để khi đốt cháy, nó tạo ra ngọn lửa rồng giống hệt, khiến hầu hết những con rồng hoang dã tin rằng Hiccup là một trong số chúng. Khả năng này cũng có thể được sử dụng để chiến đấu và đe dọa. Khí ga Hideous Zippleback. Bằng cách đặt một bình ga nhỏ lấy từ loài Hideous Zippleback bên trong chuôi kiếm, Hiccup có thể giải phóng khí qua một đầu chuôi kiếm và đốt cháy nó để tạo ra một vụ nổ nếu Hiccup bị bao vây bởi một nhóm rồng lớn, để cho chúng thấy rằng anh là một trong số chúng. Khả năng này cũng có thể được sử dụng để chiến đấu hoặc đe dọa con người. Khí ga từ thanh kiếm cũng có thể hoạt động như một đèn khò hoặc súng phun lửa. Làm bật lửa. Inferno sở hữu hai đầu quẹt để tạo ra tia lửa, mỗi chiếc ở hai đầu đối diện của chuôi kiếm, vì một chiếc được dùng để đốt cháy nước bọt của Monstrous Nightmare, trong khi chiếc còn lại được dùng để đốt cháy khí ga Hideous Zippleback. Thủ lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm của Inferno rỗng để các mảnh lưỡi kiếm có thể trượt vào nhau trước khi trượt vào chuôi kiếm. Đó là lúc lưỡi kiếm được thấm đẫm nước bọt của Monstrous Nightmare. Đây cũng là một điểm tiện lợi để cất giữ vũ khí dễ dàng. 8. Chiếc khiên của Jun. Khiên của Jun là một hiện vật cổ xưa của người Viking và là vũ khí phòng thủ hiện đang thuộc sở hữu của kỵ sĩ rồng Jun Wong. Chiếc khiên có màu bạc và hình đĩa với vành sắt và trục trung tâm. Nó được làm từ một kim loại mà Dragon Club không biết đến. Cực kỳ bền trước các đòn tấn công của rồng, nhưng cũng cực kỳ nhẹ.
cho phép sử dụng dễ dàng và hiệu quả hơn trong trận chiến. Tính đến tập The Nine Lights phần 1, chiếc khiên có phù hiệu Miss Twister màu đen, ban đầu được sử dụng trên bộ đồ cứu hỏa màu vàng của Jun, được sơn ở mặt trước. Chiếc khiên này dường như có ít công dụng ngoài chức năng tiêu chuẩn của một chiếc khiên thông thường, được sử dụng để làm chỉnh hướng các đòn tấn công của kẻ thù và đôi khi được sử dụng như một vũ khí cận chiến. Tuy nhiên, nó được chứng minh là cực kỳ bền bỉ, có thể làm chỉnh hướng nhiều đòn tấn công từ nhiều con rồng cùng một lúc. Thậm chí, các đòn tấn công từ Nightlight hay Game Breaker hoặc nhiều con Flame Thrower cũng không thể làm móp hoặc gây hư hại nhẹ cho nó. Bề mặt phản chiếu của chiếc khiên tạo ra ánh sáng chói, có thể là mù tạm thời bất cứ ai nhìn vào nó, ngay cả từ khoảng cách xa. 9. Những chiếc chuông của Frey. Những chiếc chuông của Frey là một vật thể thần thoại xuất hiện trong tựa game Dragon's Rise of Berk. Sau khi tìm thấy Green Death gần đảo Berk, Hiccup quyết định tìm kiếm những con rồng huyền thoại khác. Gothy sau đó chỉ cho các kỵ sĩ một trong những chiếc chuông của Frey và kể cho họ nghe một truyền thuyết. Những chiếc chuông của Frey sẽ đánh thức gã khổng lồ đang ngủ, vì nó sẽ ẩn nấp nếu mọi thứ quá im lặng trên cây cối và cả dưới biển. Để đánh thức con rồng này, hãy dùng cả ba chiếc chuông cùng một lúc. Cô cũng nói với họ rằng có ba chiếc chuông và các kỵ sĩ nhanh chóng bắt đầu đi tìm kiếm hai chiếc còn lại. Ngay sau đó, Hiccup tìm thấy chiếc chuông thứ hai trong một khu rừng. Tuy nhiên, không ai có thể tìm thấy chiếc chuông cuối cùng. Ở dưới đáy bể cá, cặp song sinh Roughnut và Toughnut tìm thấy một chiếc chuông, không biết đó là gì. Sau đó, Hiccup nhận ra nó và đặt nó cùng với hai chiếc chuông kia. Tất cả các kỵ sĩ sau đó bay lên trên Berk và dùng cả ba chiếc chuông của Frey. Chẳng mấy chốc, một con Forever Wing đã thức dậy từ dưới những tảng đá nơi nó đang ngủ. Chuông Frey có thể được đặt theo tên của Freya, nữ thần lửa, tình yêu và sắc đẹp, hoặc người anh em sinh đôi của bà là Freyr, được gọi là Frey theo tên tiếng Anh. 10. Cuốn sách về rồng. Book of Dragons là một cuốn sách cổ xuất hiện trong Dragons The Nine Realms, được viết bởi tù trưởng Hiccup, Hedgehog Đệ Tam, là anh Men Hiccup đấy, để ghi lại những phát hiện của ông về loài rồng và thế giới ẩn giấu. Không giống như phiên bản trước, phiên bản Book of Dragons này được đóng không chuyên cho lắm, với bìa da màu nâu hoàn chỉnh với biểu tượng rồng Strike Class được in nổi. Nó chứa nhiều hình vẽ về Hidden World, nhiều loài rồng khác nhau và 6 Dragon Riders ban đầu là Hiccup, Astrid, Fishleg, Snotlout, Roughnut và Toughnut. Tất cả chữ viết đều bằng chữ Rune Bắc Âu. Giống như sổ tay rồng gốc của thời đại Viking, sách về rồng dường như đóng vai trò như một bách khoa toàn thư về nhiều loài rồng mà bộ lạc Hooligan chạm trán, liệt kê tên và cung cấp thông tin chi tiết về khả năng của chúng. Một số loài rồng được liệt kê trong bách khoa toàn thư bao gồm Whispering Death, Monstrous Nightmares cùng nhiều loài khác. Ngoài ra, sách còn chứa đựng các ghi chép lịch sử liên quan đến tương tác giữa người Viking với rồng. Một số trang có phác họa về những kỵ sĩ rồng đầu tiên của Berk. Trùng hợp với các tài liệu tham khảo lịch sử, sách cũng cung cấp các mô tả chi tiết về địa lý của nhiều vùng khác nhau của thế giới ẩn giấu, cụ thể là Vương quốc băng giá, dường như với mục đích đóng vai trò là hướng dẫn cho bất kỳ con người nào đi qua đó. Tuy nhiên, thật không may, tất cả các thông tin trong sách về rồng đều được viết bằng chữ Rune Bắc Âu, ngôn ngữ viết chuẩn của người Viking. Điều này khiến những người không quen với ngôn ngữ này rất khó giải mã cuốn sách và vì thế có thể dẫn đến hiểu sai. Để tránh bất kỳ sự hiểu lầm nào nữa, trong Punishment and Torture, Tom và Jun đã tạo ra một bảng mã để giải mã các chữ Rune và giúp chúng dễ đọc hơn. 11. Kiếm, rìu, chùy. Mace, axe và sword là vũ khí mà Snotlout tạo ra trong một câu chuyện tưởng tượng trong Dragon Race to the Edge Season 6, tập Darkness Night. Trong khi Hiccup đang giải quyết vết thương của cha mình, những rider khác kể những câu chuyện về việc Berk sẽ như thế nào nếu họ không bao giờ rời đi để đến Dragon Age. Trong tưởng tượng lý tưởng của Snotlout, anh ta sẽ được thăng chức thành nhà phát minh vũ khí. Anh ta sẽ tạo ra vũ khí vĩ đại nhất từ trước đến nay, Mace, Axe, Sword. Trong câu chuyện của mình, anh ta cũng là nỗi kinh hoàng của ngôi làng, đến nỗi thợ rèn tài ba Gobber cũng phải tuyên bố rằng đó là một trong những thứ đẹp nhất ông từng thấy. Dù vậy, món vũ khí kiếm rìu chùy này đã xuất hiện trong tập phim Viking for Hire, được cất kho cùng với nhiều vũ khí khác mà Gobber đã rèn. Công dụng chính của chúng là giết rồng, nhưng giờ thì không còn nữa. Khi Hiccup yêu cầu Gobber dạy học cho các Dragon Riders, anh ta đã mang vũ khí vào viện đào tạo rồng và đe dọa những con rồng bằng Mace, Axe, Sword. Tất cả những con rồng đều bay đi vì sợ. Mace, Axe, Sword là một vũ khí lớn và có thiết kế khá ảo, cao bằng hoặc thậm chí cao hơn cả Snotlout. Nó bắt đầu bằng một chuôi kiếm có đầu nhọn như ngọn giáo, sau đó trở thành một thanh kiếm có cạnh sắc nhọn. Ở giữa lưỡi kiếm là một chiếc rìu hai đầu. Cuối cùng, nó kết thúc bằng một chiếc rìu hai đầu không đối xứng khác với một cây chùy nhọn cắt xuyên qua trung tâm. 12. Megapont. Là một trong nhiều phát minh của Hiccup, Megapont là một chiếc nỏ gỗ có hai lớp chân nỏ được gia cố bằng kim loại, có 10 mũi tên được lắp cùng lúc trên đó và có súng dường như được chế tạo từ một bộ bánh răng. Nhờ thiết kế này, Megapont có sức chứa lớn hơn nhiều so với nỏ thông thường, có thể bắn tới 10 mũi tên cùng một lúc.
Trong sự kiện Danger of the Deep, Hiccup phát minh ra thiết bị này trong khi trốn tránh nhiệm vụ của mình với tư cách là thủ lĩnh tạm quyền. Mewtwo bước vào để phản nàn với những con rồng. Hiccup nói rằng, trừ khi ông quan tâm đến Megapo, nếu không thì ông nên rời đi, cho thấy độ tập trung của Hiccup cho việc chế tạo cây nỏ này. Sau đó, Hiccup đã sử dụng nó chống lại Outcast và hạ Alvin. 13. Kính mắt hổ phách của Death Song. Những chiếc kính này chứa hổ phách lấy từ loài Death Song trong tròng kính, cho phép người đeo nhìn vào những khu vực cực kỳ sáng, chẳng hạn như ánh sáng chói của mặt trời hoặc ngọn lửa của một con rồng, mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào hay khó chịu nào. Hổ phách dường như được sử dụng cho cùng một chức năng như kính tối màu, vì nó trông giống như kính giác hiện đại. Và một thời điểm nào đó, trước các sự kiện của tập phim Buffalo Soldier, Hiccup đã tạo ra chiếc kính này để cố gắng giảm thiểu tác hại của việc nhìn vào những vùng sáng, đặc biệt là lửa rồng, vì nó sẽ giúp anh trong khi làm việc với răng sún cùng những phát minh của mình. Anh đã sử dụng chiếc kính này để giám sát răng sún khi anh yêu cầu nó sử dụng lửa plasma ở cự ly gần trên một vật thể bằng kim loại. Kiểu này trông giống các thợ hàn ngoài đời. Trong sự kiện này, Fishlet đã đến và hỏi vật liệu trong thấu kính là gì. Hiccup giải thích rằng thấu kính được làm bằng hổ phách Death Song và giải thích về công dụng của chúng. Sau đó, trong khi cố gắng tìm kiếm một con buffalo tại nơi an nghỉ của thần Odin để giải cứu Astrid khỏi Scourge of Odin, các Riders đã đến một khu vực của hòn đảo tiếp xúc với ánh sáng mặt trời cực kỳ chói, không thể nhìn thấy gì. Snotlout lại cho rằng không có gì ở phía trước họ. Tuy nhiên, Hiccup đã có thể lợi dụng chiếc kính để xuyên qua ánh sáng chói và nhìn thấy buffalo đang ở gần đó. Nó đang sử dụng ánh sáng mặt trời để ẩn nấp. Sau khi cho những Rider còn lại biết rằng có thứ gì đó ở phía trước, Hiccup đưa chiếc kính cho Snotlout và anh đã có thể tự mình nhìn thấy buffalo. 14. Mắt rồng. Thấu kính mắt rồng là món cổ vật đặc biệt tạo nên những diễn biến trong Dragon's Race to the Edge. Dragon Eye là một thiết bị hình trụ có các vòng kim loại xung quanh. Vòng gần nhất với lỗ mở có hình dạng giống miệng rồng. Đầu kia của Dragon Eyes có 7 nút mang biểu tượng của 7 class rồng khác nhau. Phần còn lại của thiết bị có màu nâu gỗ, có các chữ rune và biểu tượng của xương nhỏ trên đó, và có cơ chế xoay cho phép người dùng khớp các biểu tượng trên các vòng. Khi một con rồng phun lửa vào bên trong, thấu kính mắt rồng sẽ hiển thị các loại rồng khác nhau tùy thuộc các lớp bằng cách sử dụng lửa từ rồng để tiết lộ bí mật của các địa điểm hoặc rồng khác nhau. Người ta tiết lộ rằng có nhiều ống kính ẩn ở các địa điểm khác nhau và một số chỉ có thể truy cập thông qua các kết hợp ống kính nhất định. Khi được chiếu, nó phát ra các tín hiệu và chữ rune phức tạp có màu sắc khác nhau tùy thuộc vào ngọn lửa rồng hay sự kết hợp của các vòng, nút và thấu kính được sử dụng. Cái thấu kính này rất khó sử dụng, ngoài việc chỉ có lửa rồng mới cấp năng lượng được cho nó. Nó chỉ có thể được mở khóa bởi răng của loài Snow Wraith. Nếu cố gắng mở nó mà không có chìa khóa răng Snow Wraith, cái thấu kính vẫn có cơ chế trừng phạt. Dragon Eye có khả năng giải phóng một loại khí đủ mạnh để đánh gục ai đó nếu được kích hoạt. Loại khí này là sương mù màu xanh lá cây dày đặc và được cho là khí của Zippleback. Nó cũng có khả năng bắn ra một mũi tên nhỏ có thể khiến mục tiêu hôn mê như cái đồng hồ của Conan. Còn nếu quay quá muốn phá hỏng nó thì cũng hơi khoai đấy. Trong tập The Wings of War phần 1, Vico nói rằng Dragon Eye được thiết kế để chịu được mọi loại nhiệt, lạnh và vụ nổ chấn động. Điều này có nghĩa là nó hoàn toàn không sao ở nhiệt độ khắc nghiệt, dù là nhiệt độ cực cao, dung nham hay cực thấp. Tuy nhiên, Dragon Eye vẫn bị phá hủy bởi ngọn lửa kết hợp của 5 con rồng. Cấu tạo của cái thấu kính này siêu phức tạp, với rất nhiều ống kính khác nhau, lại còn tương tác khác nhau với mỗi loại lửa rồng nữa chứ, cho ra số lượng tổ hợp khổng lồ, khám phá mãi cũng không hết. Tuy nhiên, có một người hiểu được cấu tạo của nó và tạo ra luôn phiên bản 2.0, không ai khác ngoài Hiccup. 15. Pha lê. Trong Dragon's Rescue Rider xuất hiện những viên pha lê đặc biệt. Chúng là một vật liệu rắn mang nhiều màu sắc khác nhau và có các tương tác đặc biệt lên loài rồng tùy thuộc vào màu của chúng. Pha lê đỏ vô hiệu hóa năng lực của rồng và vô hiệu hóa luôn năng lực của những viên pha lê khác. Pha lê xanh dương khuếch đại sức mạnh của những con rồng. Pha lê vàng tăng cường tầm nhìn của rồng Relentless Razor Wing. Pha lê xanh lục cung cấp cho Swift Wings thêm một cú khác trước khi chúng cần sạc lại. Pha lê cảm xúc, khi mà con rồng hiền hòa bình thường, viên pha lê sẽ có màu trắng. Khi chúng tức giận, nó sẽ cho chúng sức mạnh siêu phàm và phát sáng màu tím. Nhưng không rõ hiệu ứng hoặc màu sắc sẽ như thế nào khi một con rồng mang những cảm xúc khác. Pha lê Alpha cung cấp khả năng kiểm soát tất cả các loài rồng ngoại trừ Bubble Gill. Sau khi ghép các pha lê Alpha lại với nhau, tâm của chúng sẽ phát sáng màu hồng đậm và phát ra tần số mà chỉ rồng mới có thể nghe thấy. Tương tự như khả năng kiểm soát tâm trí của Beware the Beast khiến rồng nằm dưới sự kiểm soát của chúng bất cứ khi nào chúng đến gần các tinh thể, ngoại trừ rồng Bubble Gill. 16. Kiếm của Riker. Những thanh kiếm màu xanh ngà voi với họa tiết loang lổ răng cưa theo hình cong giống như lưỡi hái tạo cảm giác được làm từ băng của Beware the Beast. Riker thường đeo kiếm trong bao da đôi được đeo chéo trên lưng. Chuôi kiếm có màu nâu được bọc bằng da. Khi đeo trên lưng Riker, những thanh kiếm trượt vào một vỏ kiếm bán che phủ nối với chuôi kiếm, tạo thành một vỏ kiếm ngắn làm bằng vật liệu vảy rồng màu xanh lá cây và được giữ chặt bằng kim loại. Chưa rõ loại vảy rồng này được lấy từ loài nào. Chức năng của thanh kiếm Riker chủ yếu là để chiến đấu.
Mặc dù anh ta cũng được nhìn thấy sử dụng thanh kiếm để ra hiệu và như một công cụ đe dọa, lưỡi kiếm đủ mạnh để cắt đứt các sợi xích làm bằng kim loại chống rồng khi Riker sử dụng nó để giải thoát Buffalo. Một công dụng khác của những thanh kiếm này được nhìn thấy trong tập Shell Shocker phần 2 khi Riker cố gắng điều khiển Shellfire. 17. Kiếm sét của Tom. Thanh kiếm sét là vũ khí tấn công được rèn và sử dụng bởi kỵ sĩ rồng Tom Coulson trong Dragons The Nine Realms. Tom sử dụng một thanh kiếm được thiết kế độc đáo với lưỡi kiếm có cấu trúc chẻ đôi, một ngạnh dài hơn đáng kể so với ngạnh còn lại, và cả hai ngạnh đều có độ cong hội tụ vào bên trong, giống như hình dạng của một chiếc càng kẹp. Phần bảo vệ tay của thanh kiếm được đặt song song với chuôi kiếm. Chuôi kiếm được cuốn băng dính, có khả năng được cách điện để bảo vệ Tom khỏi bị điện giật. Thành phần kim loại của thanh kiếm thể hiện độ bóng bạc nhẹ nhàng. Trước khi được hoàn thiện, thanh kiếm của Tom là một mảnh pha lê chứa bạc từ vương quốc pha lê của thế giới ẩn giấu, được sử dụng như một thanh thu lôi tạm thời. Thanh kiếm được thiết kế để dẫn điện, thường là điện tích do Nine Lights tạo ra, sẽ được hấp thụ vào cấu trúc kim loại, sau đó ngay lập tức giải phóng theo bất kỳ hướng nào mà lưỡi kiếm hướng tới. Tom chủ yếu sử dụng thanh kiếm của mình bằng cách để Nine Lights tích điện, sau đó vung hoặc đẩy về phía trước để bắn sét vào kẻ thù. Nếu có nhiều hơn một con rồng tích điện, thanh kiếm sẽ kết hợp năng lượng của chúng thành một luồng duy nhất. Tom cũng có thể sử dụng nó để đỡ những tia sét đánh tới. Trước khi hoàn thành, ban đầu Tom đã sử dụng thanh thu lôi này để hấp thụ điện năng lãng phí từ trận chiến của Thunder với kẻ thù, sau đó dẫn điện đó trở lại Thunder để cung cấp năng lượng cho luồng sét tiếp theo. Điều này cực kỳ nguy hiểm vì Tom phải sử dụng chính cơ thể mình làm vật dẫn giữa thanh thu lôi và Thunder. Và đó là top 17 những món đồ ấn tượng nhất trong bí kíp luận rồng. Bạn muốn sở hữu món nào nhất? Hãy cho Ten biết ở phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like và đăng ký Ten Anime để đón chờ những video mới siêu hay hơn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!